Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nội thất Giá Kho. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một sản phẩm độc đáo, một giải pháp thông minh cho không gian sống hiện đại. Đó chính là sản phẩm sofa giường thông minh, giải pháp 2-in-1 tiện ích mà chắc chắn sẽ làm bạn yêu thích. Không chỉ là một chiếc sofa đơn thuần, sản phẩm này còn có các tính năng thông minh đi kèm. Với cơ chế gấp gọn tiện lợi, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi từ chế độ sofa sang chế độ giường mà không cần nhiều công sức. Chất liệu cao cấp và bền bỉ, đảm bảo sự thoải mái và sự độ bền lâu dài cho người dùng. Tại Nội thất Giá Kho có đa dạng bảng màu sofa và chất liệu cho khách hàng lựa chọn. Vậy là chúng ta đã khám phá qua một sản phẩm không thể không có trong không gian sống hiện đại. Sofa giường thông minh, một giải pháp 2-in-1, tiện ích, giúp bạn tiết kiệm không gian mà vẫn đảm bảo sự thoải mái. Nếu bạn đang tìm kiếm một cảm hứng cho phòng khách của mình, đây chính là lựa chọn hàng đầu. Hãy ghé thăm website của chúng tôi hoặc đến cửa hàng gần bạn để trải nghiệm ngay hôm nay. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về sản phẩm và xu hướng thiết kế nội thất mới nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.